căn sở như vậy, nó phối hợp với bao nhiêu tâm. Mỗi một khi cạnh nó đều có lợi ích cho chúng ta. Khi mà chúng ta học về mỗi một tâm có bao nhiêu tâm sở phối hợp, để chúng ta biết được, hiểu được cái ý nghĩa, bởi vì nó gồm với những thuộc tánh này, thì nó sẽ có cái đặc tính ra sao. Cũng giống như mỗi một loại thuốc, mỗi một viên thuốc vậy, có bao nhiêu cái thành phần tánh dược. Chúng ta biết được như vậy thì chúng ta biết cái công dụng của thuốc để trị bệnh gì. Còn khi mà chúng ta học mỗi một thuộc tánh phối hợp với bao nhiêu tâm, là để chúng ta có thể nhận biết được những cái thuộc tánh đó, nó thuộc cái tính chất thiện hay bất thiện, hay là vô khí, nó thuộc về động lực hay là không phải động lực. Tức là những cái thuộc tánh nào mà nó phối hợp với tâm thiện được thì những cái thuộc tánh đó là thiện, còn nó phối hợp được với tâm bất thiện thì thuộc tánh đó thuộc thiện, mà hợp với tâm vô khí được thì nó là thuộc tánh của tâm vô khí, thuộc tánh vô khí. Và nhờ như vậy chúng ta mới có thể nhận thức rõ ràng để chúng ta không bị nhầm lẫn khi mà chúng ta học thắng pháp, mà chúng ta học những con số không đó thì chúng ta sẽ bị quên. Còn khi mà chúng ta học ở hai khía cạnh này thì tự chúng ta biết đấy, nó không có quên, chúng ta tính toán ra cũng dễ. Thì hôm nay chỉ có học một bài chỉ từ đội giới đảng chỉ cho chúng ta học về cái bảy cái thuộc tánh. Tâm biến hành thôi. Sapacitta Sadhana, chúng ta chỉ thường gọi là bảy sở hữu biến hành. Thì thật thì nói chưa đủ, bởi Sadhana là biến hành, nhưng mà phải là Sapacitta Sadhana hay Kusala hay Akusala Sadhana, bất thiện biến hành, hay là Sovana Sadhana, tức là tịnh hảo biến hành. Cho nên Sapacitta Sadhana chúng ta phải dịch là tâm biến hành. Bảy tâm sở này chúng ta sẽ được nghe thượng đại giác đẳng giả sư trong ngày hôm nay thuyết giảng. Thật ra bài không có cái gì, chỉ học ở trong vòng mười phút là xong hết rồi. Thời gian còn lại chúng ta sẽ xem thượng đại giác đẳng cho chúng ta học thêm cái gì nữa. Bây giờ xin mời cô Lan Diệu Nguyệt đọc cho bài. Bài đọc thì giảng thì 5 phút xong, còn đọc thì 2 phút xong rồi. Xin mời cô. Thầy giáo sư Tử Quang Kim Thiên thì tôi thể siêu đại nhận nhập cho bài học. Bây giờ thì con xin đọc nhật văn. Bài học hôm nay, giáo trình thân pháp Abhidhamma, bài 60. Tương hợp thuộc tánh đối với tâm. Lưu ý phần này sẽ được giảng trong nhiều bài học. Sự tương hợp giữa tâm và trong bài học trước là mỗi tâm có bao nhiêu thuộc tánh tương hợp. Bài học này nhắm vào mỗi thuộc tánh tương hợp bao nhiêu tâm.
cái nhìn đối ngược này giúp người học hiểu rõ hơn về tâm và các thuộc tánh. Thuộc tánh, bảy thuộc tánh tự tha biến hành. Một, thuộc tánh xúc phát sắc. Hai, thuộc tánh thọ quê đất nà. Ba, thuộc tánh tưởng sanh nhà. Bốn, thuộc tánh tư chê đất nà. Năm, thuộc tánh nhất hướng ê các cấp ta. Sáu, thuộc tánh mạng quyền chi viết tình trí gia chi viết tình trí gia. Bảy, thuộc tánh tắc ý mạnh sinh ca tâm tương hợp với tất cả 121 tâm. Chú thích: tất cả tâm đều có bảy thuộc tánh xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, nên gọi là tự tha biến hành. Những thuộc tánh tự tha thường đóng vai trò cơ năng của tâm. Điều này đôi khi khiến người học không chú ý nhiều như đối với nhóm bất thiện và tịnh hảo. Tuy vậy, một số những thuộc tánh như xúc, thọ, tưởng, tư lại là chi pháp cho những chủ đề quan trọng như duyên khởi, nghiệp báo, thiện chi, vân vân. Những tâm đơn giản nhất như ngũ song thức cũng phải có tối thiểu bảy thuộc tánh này. Điều này khẳng định tại sao theo Phật học thì không có hiện tượng của pháp hữu vi. Dù vật lý hay tâm lý là sự hiện hữu cá biệt độc lập, mà là sự kết cấu của nhiều nhân, nhiều duyên. Bảy thuộc tánh tự tha biến hành bao gồm ba quẩn: thọ quẩn là thuộc tánh thọ, tưởng quẩn là thuộc tánh tưởng, năm thuộc tánh còn lại thuộc về hành quẩn. Chính vì vậy, mặc dù nói theo bình diện rộng như tạng kinh thì năm quẩn có thể quan sát riêng lẻ, nhưng khi nói theo phương diện vĩ mô của tạng thắng pháp thì bốn danh quẩn là bất khả ly. Nói cách khác, bất cứ sắc na tâm nào cũng có bốn danh quẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Ngữ và nghĩa: trong môn học thắng pháp, cách phân nhóm và tên gọi rất quan trọng. Thay vì nói tâm thức và vật chất thì gọi là danh và sắc. Danh pháp là hiện tượng tâm lý bao gồm tâm và thuộc tánh của tâm. Do vậy, bốn quẩn thọ, tưởng, hành, thức được gọi là danh quẩn hay tứ danh quẩn. Nên cẩn thận. Khi trở lại những ý nghĩa về thuộc tánh của tâm, người học cần luôn ghi nhớ là có sự khác biệt lớn giữa cách nói vĩ mô và cách nói trên bình diện rộng. Không phân rõ điều này đôi khi tạo nên những vấn đề, ví dụ theo tạng kinh thì xúc tạo nên cảm thọ, nhưng theo thắng pháp tạng thì xúc và thọ độc sanh trong mỗi sanh na tâm. Minh quả hôm nay có một hình. Điều đã học, điều đã nói và điều sắp nói bài học trước là tương hợp giữa tâm và thuộc tánh. Bài học tiếp theo sẽ là tương hợp thuộc tánh đối với tâm tiếp theo. Mời quý vị đã hữu vào trong link này để xem bài học hôm nay. Chấm trong bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi bình thường chắc đặt từ bi suy giảm bài học cùng ta nhé. Nam mô Bổn Thầy ạ. Trên lên Thượng Tọa Tiểu Siêu, bên lề chỉ tôn đức tân gia tất cả chúng tịnh. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về một chủ đề mà mới nghe dừng như mình đã học rồi ở trong mấy tuần lễ vừa qua. Khi mà chúng ta nói về mỗi một cái thuộc tánh kết hợp được với bao nhiêu tâm. Trong Phật học, như là thường thức ở bên ngoài, có rất nhiều sự việc mà chúng ta nhìn vấn đề không thể chỉ một chiều, mà chúng ta phải nhìn ngược và xuôi. Ví dụ như là người ta làm thống kê dân số thì người ta đặt ra những câu hỏi là ở tại California chỉ có bao nhiêu người thuộc tầng lớp lão niên, trung niên, thiếu niên, có bao nhiêu người thuộc diện nam, nữ, lợi ích
cao hay trung bình, họ phân giống ra. Nhưng mà ngược lại thì người ta phải tìm hiểu rằng mỗi cá nhân nó thuộc về nhóm nào. Thí dụ như thỉnh thoảng quý vị nghe ta đề cập đến những ứng cử viên tổng thống, những người này thuộc về baby boomer. Baby boomer tức là cái thế hệ mà sinh ra sau khi địa vị thế chiến chấm dứt. Lúc bây giờ nó có một cái giai đoạn mà người Mỹ họ lập gia đình rất nhiều và sinh con rất là nhiều, tức là baby boomer. Hay là họ cũng có những cái thế hệ tức là millennium, tức là thế hệ của một thiên niên kỷ, những người lớn và trưởng thành ở trong giai đoạn năm 2000. Chúng ta mới nghe thì nó chỉ là một cái nhãn hiệu bình thường, nhưng mà thật ra ở trong mỗi một cái giai đoạn đó, thì nó cho chúng ta biết là con người đó sinh trong thời gian đó họ thuộc về giống gì. Có nghĩa là người ta có cái nhìn là một nhóm có bao nhiêu người và một người thuộc về nhóm nào. Mặc dù không phải là chúng ta có hai người khác nhau, nhưng mình nhìn xuôi về nhìn ngược thì điều này nó giúp rất là nhiều khi mà chúng ta nói về một vấn đề gì đó, về khuynh hướng trào lưu chính trị, hay là chúng ta chia ra như là trong văn học thì có khi mình nói về quy nạp, có khi nó chiết trung, nó cũng là một cách từ rộng tới hẹp, từ hẹp tới rộng. Hoặc giả là hồi còn nhỏ chúng tôi học không hiểu tại sao mà Đức Phật người giảng thậm chí nhân duyên thì mình nói người ở xuôi rồi mình nói được, ví dụ vô minh chuyên cho hành, hành duyên cho thức, thức chuyên nhân sắc, sắc lục nhập như xúc, rồi tới cuối cùng là sanh lão tử, rồi có khi nghe nó ngược lại là do có sanh nên có lão tử, do có hữu nên có sanh, do có thủ nên có hữu. Nghe nó ngược lại, cái xuôi và cái ngược đó nó cho chúng ta nhìn sự việc với nhiều góc hình nhìn khác nhau. Đó là cái nhận thức. Và chúng ta đừng bao giờ xem thường và mình nghĩ rằng mình thấy nó mình biết rồi, nhưng mình nhìn từ một góc nhìn khác thì nó cho chúng ta một số điều khác đi. Cũng như là hồi chúng tôi mới qua Mỹ xem tin tức thì thường thường tin tức có những khuôn mặt nói chuyện mà chúng ta chỉ nhìn thẳng vào mặt họ từ phía trước thôi. Ví dụ Peter Channing, ông là một người anchorman của ABC, nhưng mà lâu lâu có cái dịp mà nhìn nghiêng á, nhìn ngang thì mình nhận đó là một khuôn mặt khác. Dạ, nhìn thẳng khuôn mặt khác, nghe khuôn mặt khác cũng như một con người đâu. Thành ra khi mà mình học, mình đừng bao giờ xem thường cái nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau. Đây rất là cần thiết, rất là quan trọng. Thế thôi thì hôm nay chúng ta học 7 thuộc tính đầu tiên là thuộc tính tự tha biến hành, gồm có xúc thọ tưởng tư, nhất hướng mà nguyên nhất hiếm. Thì nhất hướng mà người tắc ý sử dụng thì bảy cái thuộc tánh này gọi là tợ tha. Tợ tha ở đây có nghĩa là nó đi với tâm bất thiện, đó là bất thiện, nó trở thành bất thiện, mà nó đi với tánh bất thiện trở thành tình hảo, nó đi với vô ký thì rất vô ký. Bây giờ chúng ta lại phải nói đến cái chữ gọi là biến hành. Chỉ tợ tha nghĩa là nó đi với cái nhóm nào thì nó theo cái tính của nhóm đó, hoặc là chỉ một bất thiện hoặc vô ký. Nhưng mà khi mà nhóm thì gọi là biến hành, có nghĩa là có mặt ở trong tất cả. Dạ, cái chữ biến hành ở đây nghĩa là tất cả. Thì bảy cái thuộc tính này nó có mặt ở trong tất cả tâm, dù đó là tâm hiệp thế hay siêu thế, giới sắc giới, vô sắc giới, dù là thiện bất thiện, vô ký, có mặt trong tất cả, do đó gọi là biến hành.
có những cái tâm mà đơn giản nhất như là vũ sông thức thì tối thiểu cũng phải có 7 cái thuộc tánh này. Do đó chúng ta gọi là 7 thuộc tánh biến hành. Thường người học đó, hay có một cái khuynh hướng mà chúng ta để ý nhiều vị đó là cái nào khó hiểu thì để ý nhiều, hay cái nào mình thích để ý nhiều, còn cái nào tương đối dễ hiểu thì mình học qua loa. Nhưng mà học như vậy nó rất là tai hại, tại vì mỗi một bài học, mỗi một thứ có nhiều điều để chúng ta suy nghĩ. Thì thứ gì nhỉ? Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn tất cả mọi người khi mà học mùa học này nhớ được một cái khái niệm rất ư là quan trọng ở trong Phật pháp, nhưng mà nhiều người lại không có quan tâm nhiều, đó là chỉ chữ Phật hữu vi sanh khả. Hữu vi mà ở trong tiếng Việt hình như là pháp hành hay là pháp tập hợp. Chữ hữu vi hay là hành hay là tập hợp dịch từ chữ sanh khả ra. Ở trong tiếng Anh họ không có chữ gọi là, được hay gọi là concocted dhamma. Concocted tức là pháp kết cấu bởi nhiều cái thành tố. Nó không tồn tại đơn lẻ một. Ví dụ như mình nói đến chiếc xe. Chiếc xe đó, nó là sự kết hợp của cái sườn xe, của bánh xe, của máy, của hộp số. Chứ mình không thể nói à, cái chiếc xe là lấy cái khung xe, không phải lấy cái máy xe, không gọi chiếc xe được. Chiếc xe là một cái kết hợp. Thì trong Phật pháp á, có một điều là tất cả sự hiện hữu của thế giới này, của pháp hữu vi, đều là một cái sự kết cấu của nhiều duyên. Cho dù đó là vật chất hay là sắc pháp, hoặc là do đó là tâm thức hay là nhân pháp sắc pháp. Mà khi mà mình nói một cách chung chung như vậy đó, thì thứ gì thì mình cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà hiểu như thế nào gọi là một sự kết cấu của nhiều thành tố đó, thì phải nói rằng khi chúng ta đi vào trong thắng pháp thì chúng ta mới quyết định rõ, xác định rõ cái điều đó. Ví dụ như ở trong vật chất đó, nó luôn luôn là sự có mặt của tám sắc bất ly. Mà chúng tôi khoan nói đến điều đó, chỉ nói cái khái niệm quen thuộc mà quý vị thường nghe là đất nước là do. Không có một cái đơn vị vật chất nào mà chỉ có hoặc là đất, hoặc là nước, hoặc là lửa, hoặc gió, mà luôn luôn là có tứ đại chúng, luôn luôn là có như vậy. Ở trong tâm pháp đó, thì luôn luôn có bốn danh quận là thọ tưởng hành thức. Bốn danh quận này, cái tâm đó, là thức quận, còn thọ tưởng hành. Ở đây thọ là thuộc tánh thọ, tưởng là thuộc tánh tưởng, và hành là những thuộc tánh còn lại. Thì hồi nãy chúng ta nói rằng tối thiểu một cái đơn vị tâm đơn giản nhất thì cũng có 7 cái thuộc tánh này, tức là xúc thọ tưởng tư định bằng căn bằng nguyện tắc ý. Thì trong 7 thuộc tánh này nó đã có 3 danh quẩn trong đó. Thọ quẩn là thuộc tánh thọ, tưởng quẩn là thuộc tánh tưởng, còn những thuộc tánh còn lại là hành quẩn, và cái tâm mà nó tương hợp thì cái tâm đó là thức quẩn. Thì như vậy một cái đặc tính của chư pháp, của tất cả pháp hành đó, là sự kết cấu của nhiều thành tố. Nó giống như là khi mà mình làm ăn thì nó có hai cách. Một đó là mình ăn riêng lẻ, một mình làm chủ, không sao cũng được. Mình muốn mở cửa, muốn đóng cửa, mình muốn lên giá, xuống giá, muốn làm này chứ được. Nhưng mà bây giờ mình lập một cái hội
Vậy là cái hội đó thì họ đòi hỏi tối thiểu cũng hai hoặc ba người, chứ là có phần hùng. Có phần hùng như vậy đó, mình không quyết định tất cả. Thì ở đây một cái yếu tính của tất cả pháp hữu vi đó là luôn luôn là một sự kết hợp của nhiều thành tố, và đó nó lên cái định lý muôn thuở của đạo Phật, tức là vô ngã, tức là không có độc quyền. Độc quyền là cái gì mà mình muốn. Ví dụ như mình sinh ra đời mình ngon lành lắm, cái gì mình tự quyết định lấy. Nhưng mà thứ gì lắm là cho kỹ thì mình có tài là một lẽ, có tiền là một lẽ, nhưng rồi có phải có thời gian thích hợp, hoàn cảnh thích hợp, rồi có người thích hợp, vẫn có nhiều thứ. Thấy cuộc sống nó bất toàn, nó không như ý. Tại vì sao? Tại vì nó là một sự khủng hoảng, khủng hoảng của nhiều cái thành tố. Và trong sự khủng hoảng đó, mỗi thành tố có quyết định riêng, nó phải quyết định tất cả. Bây giờ nó đơn giản, ví dụ như nó rằng chứ là trụ trì chùa Pháp Luân không có hội, thì có nhiều Phật tử nó siêu trụ trì một mình thì sư cả sư quyết định hết, không phải vậy, đơn giản như vậy. Khi mà mình làm cái gì đó thì mình cũng phải coi là thời gian cho phép hay không, điều kiện cho phép hay không, rồi quý Phật tử công quả có sẵn sàng hay không, vì đều có nhiều yếu tố, chứ phải mình đơn giản mình nói mình muốn về làm như vậy. Bởi có những trường hợp chúng ta nói là lực bất tòng tâm, hay là chúng ta nói về cuộc sống mình phải thích nghi. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu nó có một sự tồn tại đơn lẽ, một sự tồn tại nó không có bị chi phối bởi nhiều điều kiện, nó không có hùng hạp bởi nhiều yếu tố khác, thì nó dễ, rất là dễ. Thì quý Phật tử sẽ hỏi rằng điều này nó có cái, tại sao phải nói thế? Tại sao phải nói đến cái chuyện mà đơn lẻ và cái sự kết cấu bởi nhiều thứ? Bởi vì thưa quý vị, trong một cái quan điểm rất là phiến diện của nhiều người đó, thì đồng ý là cái thân của mình là do nhiều điều kiện. Đôi khi những điều kiện đó nó không tốt, thì cái thân mình bị bệnh. Ví dụ như là mình sinh ra đời thì mình có thể chất. Rồi cái DNA của mình là cái tế bào mình là nó được kết cấu bởi di truyền của cái mình, ảnh hưởng bởi thức ăn, ảnh hưởng bởi thời tiết vân vân. Nhưng mà người ta cứ nói rằng tâm á, hay là linh hồn là một cái cá thể thường hằng bất biến. Nó là thường hằng bất biến bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ là một duy nhất, và đó là cái tinh thần của cuộc sống. Thì cái đó, cái nhìn đó nó không có đúng, nó không có kế hợp với Phật học. Phật học nói rằng dù là vật chất hay tâm thức thì nó luôn luôn kết cấu bởi nhiều thành tố. Và điều này là người học Phật phải biết. Khi mà chúng tôi còn nhỏ vào chùa đó, thì chúng tôi ở gần với sư trưởng. Thì sư trưởng hay nói về điều này, và lúc đó chúng tôi không có để ý nhiều. Nhưng mà chúng tôi phải, tại sư trưởng nói hoài, tại mình phải nghe. Tại sư trưởng nói là một đặc điểm của học Tăng Pháp, học bây giờ Pháp, học Tăng Pháp là thấy rõ bản chất vô ngã, bởi vì thân và tâm nó đều có nhiều yếu tố tạo thành, nó không có cái gọi là linh hồn trường cửu, không có gì vân vân. Mình nghe nói như vậy thôi. Nhưng mà thứ vì ý niệm đó nó rất là quan trọng trong cái nhận thức, ở trong cái nhìn của chúng ta. Ví dụ như một người họ thường độc đoán là tại vì mình lộn đời con, cái gì quyết định được tất cả. Nhưng mà khi mình sống, mình có hiểu cuộc sống, hiểu đời một chút rồi đó, thì mình thấy là mình sống phải nương nhau mà sống. Chứ thể nào mà mình nói rằng cái gì mà mình muốn đòi hỏi phải được, mình muốn phải được. Mình muốn thì cứ muốn đó, nhưng mà rồi cũng phải lắng nghe mọi người, phải tìm hiểu xem hoàn cảnh thích hợp hay không. Chứ phải là mình nói mình muốn là được. Ví dụ như chúng tôi trong điện chùa, chúng tôi muốn để cái tường nó lên chỗ đó, nhưng mà khi mà đặt tường chỗ đó, có người họ nói rằng cái bệ nó chịu không nổi, tại vì nó yếu. Mà bây giờ mình xây cái bệ phải tốn tiền nữa, không bằng thành mình phải nghĩ lại. Chứ không thể nói mình muốn mình làm được. Rồi, ở đây cái gọi là cuộc sống nó là một sự hỗn hợp, là một sự kết hợp
thành tựu. Cái này là một ý niệm rất quan trọng. Và những thành tựu đó là đi theo một cái định luật môn thuở là chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt, tức là các pháp do nhiều duyên, nhiều thành tố mà thành thì nó cũng diệt là do nhiều thành tố, cũng do duyên mà sanh, cũng do duyên mà diệt. Cái duyên đó là sự hùng hạp, cái duyên đó là sự kết cấu nhiều thành tố. Thì ví dụ bây giờ chúng tôi nói một chuyện mà có lẽ là cuối năm thì nói thì quý vị nghe không có phiền, nhưng đầu năm nói quý vị nghe phiền. Giả sử như chúng ta đã có lớp Phật pháp Buddha Dhamma ở đây 20-21 năm rồi duy trì, nhưng mà ngày nào đó từ đó thì sư tịch rồi, rồi chúng tôi không làm được mình nữa thì cũng phải nghỉ, rồi những người tự đã làm đây rồi nghỉ, rồi mai mốt có bị khác làm cái khác. Nhưng mà đơn giản là mình không có ai làm một mình hết, mà nó do nhiều cái yếu tố tạo thành, nhiều yếu tố kết thành. Dạ, mà hãy nó có tụ thì có tán, ngọn lửa nó cháy là nhờ cái nhiên liệu, bây giờ nhiên liệu nó hết thì ngọn lửa nó tắt ra. Đơn giản như vậy. Thật ra một trong những điểm rất là quan trọng chúng ta nên hiểu đó là khi mà mình học về thuộc tánh biến hành, tối thiểu một sát na tâm tối thiểu phải có 7 thuộc tánh biến hành tối thiểu, là điều đó cho thấy là không có một cá thể nào tồn tại độc lập ông trong thế giới hoặc hữu vi hết. Chúng ta nhớ như vậy. Nếu nó gọi là độc lập thì nó không gọi là hữu vi. Hữu vi nghĩa là sự kết cấu của nhiều thành tố, concordness ở trong tiếng Anh nói như vậy, có nghĩa là đó là sự kết cấu của nhiều thành tố thì bắt buộc nó là một cái thế trận gọi là hợp đồng hay là kết cấu với nhau, chứ không thể nào mà nó tồn tại riêng lẻ. Đây là điểm quan trọng. Dù là sắc pháp hay danh pháp, dù là vật chất hay tâm thức, thì luôn luôn là có nhiều thành tố. Một điểm khác mà chúng ta nên nhớ là khi mình học thắng pháp, những cái thuộc tánh mới nghe nó chỉ thuộc tánh thì mình đôi khi mình bị cái cảm giác là trầu rìa, là cái phụ thuộc không quan trọng. Chỉ thuộc tánh không phải là phụ thuộc. Thuộc tánh là cái attribute, và cái attribute này đó nó tạo nên cái bản chất của tâm. Nhưng mà để nhớ những thuộc tánh này đóng những vai trò rất là quan trọng. Dạ, đóng vai trò rất là quan trọng. Chứ tôi lấy một ví dụ như là cái thuộc tánh xúc. Xúc đó là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và tức. Thì chính cái xúc này đó, nó lại nói lên rất nhiều điều cho cuộc sống quan trọng ở trong Phật pháp. Ví dụ mình nói 12 nhân duyên, có xúc thì duyên cho thọ. Và ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta thấy đơn giản là hệ mệnh tử mà họ còn nhỏ mà ở gần nghĩa địa thì lại bắt chước những cái trò chơi về tan ma ở gần chợ, bắt chước buôn bán. Và mẹ mệnh tử thấy con hay học bắt chước với người ta đó, nên phải tìm một cái nơi thích hợp cho con mình lớn lên. Vì sau này mệnh tử trở thành một hiền nhân. Chúng ta đọc những quyển sách, mà những quyển sách đó nó không có lành mạnh thì tâm của chúng ta không lành mạnh. Mà chúng ta đọc những quyển sách lành mạnh thì tâm của chúng ta lành mạnh. Buổi sáng sớm đó, mình thức dậy, không nghe kinh, không tụng kinh, không thảo luận Phật pháp, mà chúng ta sáng thức dậy mới check email thì tâm chúng ta nó bị vọng động, bị phiền não. Tại vì sao? Trong email nó có nhiều chuyện không có tốt, không có vui. Người ta khuyên rằng những người mà muốn đời sống lành mạnh đừng bao giờ check email vào buổi sáng, ví dụ vậy. Thì ở đây thưa quý vị, giữa tâm cảnh và căn cảnh thức gặp nhau và xúc đó, nó là một cái mắt xích quan trọng của giáo lý duyên khởi xúc. Chúng ta nói đơn giản về thế, hay là ở trong 7 cái này có chetana là tư tâm sở, hay là thuộc tánh tư chetana. Thì thuộc tánh tư mình nghe nó là một ở trong 7 cái thuộc tánh biến hành, nhưng mà thực sự Đức Phật nói cái đó đó là cái tạo nghiệp, là cái đó là cái tâm mắt chetana, tức là cái chủ trương, dạ, chủ trương tạo tác, chủ trương hành động, chetana. Hoặc giả là thọ, chúc thọ, cái thọ ở đây thì nó cũng là một cái thuộc tính rất là đặc biệt. Tại vì thọ nó không có phải là một, mà thọ nó có năm thọ là cột, tu, hỷ, xả.
thọ là cảm giác. Cái thuộc tánh thọ mà chúng ta thấy tại đây nó chính là thọ quẩn, là một ở trong bốn chân quẩn. Và khi nói đến thọ đó thì nó không đơn giản chút nào hết. Đối với chúng ta, thọ nó là một cái nấc thang để đo cái vui khổ, ví dụ như là cuộc sống này mà mình có niềm vui nỗi khổ nó liên quan đến thọ. Hoặc giả là người tu tập ở trong tứ niệm xứ thì thọ quán niệm xứ là một ở trong bốn lĩnh vực của sự quán chiếu. Thì bây giờ chúng ta đọc xúc thọ tưởng tư hướng mạng quyền tác ý, mình đọc và nghe nó gọn, nó đơn giản như vậy. Nhưng mà thứ gì từng thuộc tánh một nó hàm toàn cả một đề tài lớn, đề tài rất rộng. Thành ra ở tại đây đó, khi mà chúng ta về các thuộc tánh này, đừng nghĩ nó chỉ là cái cơ năng bình thường. Cái đặc biệt ở trong thắng pháp đó, là cho chúng ta biết được rằng có những cái thuộc tánh và lúc mà nó xuất hiện trong tâm tánh đơn thuần đó, thì nó không có gì hết, nhưng mà ở một phương diện nào đó khi mà nó nổi trội thì nó đóng vai trò quyết định. Ví dụ như chúng ta nói về tri pháp của mắt chánh đạo thì chánh tư duy tức là tâm thủ tánh tâm, hay là chúng ta nói được chi thiền tâm tứ hỷ lạc định thì tâm là thủ tánh tâm. Còn cái tâm ở trong đời sống hàng ngày chúng ta nó có, nhưng mà khi mà nó có trong cuộc sống hàng ngày đó, nó chưa được tu tập phát triển đó, thì thứ gì nó ở cái hàng mà bình thường. Cũng giống như bây giờ chúng ta nhìn lại những tấm hình hồi còn nhỏ, cách đây mấy hôm đó, thì chị Giác Quy cứ gửi chúng tôi một tấm hình, tấm hình chụp năm 1976, và lúc bây giờ thì sư huynh giác giới đoàn tự siêu và chúng tôi đứng trước mặt sư trưởng cũng đông chư tăng. Thì chúng tôi nhìn lại thì ở trong tấm hình đó một số vị đã không còn, đã mất rồi, một số vị thì một vài vị hoàn tục, nhưng mà cũng có một số nhiều và bây giờ đã lớn lên, có vị thành danh, có vị làm trụ trì có chùa v.v. Thì thưa quý vị, khi mà còn nhỏ mà gặp nhau chụp tấm hình như vậy đó, thì mình nhìn thì sai gì nào giống sai gì đó, thay đổi tại vì sao, vì chúng chưa phát triển. Nhưng bây giờ khi mà lớn lên làm vai trò này vai trò kia đó, thì quả thật là nó có sự khác biệt. Thì tương tự như vậy, khi mà mình nói là tầm tứ thì đạt định, mà ở trong cái nói về nó chi pháp thì thuộc tánh tầm, thuộc tánh tứ, thuộc tánh hỷ, thuộc tánh thọ, thuộc tánh định đó, bình thường mình cũng có, nhưng mà nó chưa có nổi trội. Dạ, cho đến khi mình tu tập nó trở thành chi thiền thì lớn chuyện. Dạ, mà do vị từng thuộc tánh một xúc thọ tưởng tư nhất hướng mà quyền tại từng thuộc tánh một, thưa quý vị, nó đều có những cái vai trò rất là quan trọng khi mà nó trở thành một cái chi pháp của một đề tài gì đó lớn, như chúng tôi nói về chúng ta ra về thuộc tánh tư chẳng hạn, đề tài rất lớn là chúng ta phải rất là cẩn trọng với chuyện này. Người học thắng pháp đó, có thể nói rằng chúng ta có một cái lợi thế là có rất nhiều đề tài mà chúng ta được nhìn qua hai cái phương diện vĩ mô và cái phương diện mà chúng ta gọi là đại loại, hay là nói trên bình diện rộng đó. Thì chúng ta nhìn hai cái bình diện khác nhau, chúng ta hai cái phương diện khác nhau đó, hai góc nhìn khác nhau, thì nó gợi cho chúng ta những ý hết sức là cần thiết để chúng ta hiểu thêm về pháp của Đức Phật ở trong nhiều trường hợp. Bây giờ thì khi mà nói về phương diện vĩ mô và bình diện rộng, thì chúng ta cũng nên nói thêm
nó thêm một điểm, về điểm này khi mà quý vị học về lâu về dài đó, thì tôi thấy là một đề tài lớn, đề tài lớn trong Phật học, dù là trong kinh tạng hay là thắng pháp tạng, đề tài lớn ở tại đây đó là năm muốn. Và ví dụ mình học ở trong kinh tạng nói về vô ngã tướng, và nói vô ngã tướng thì chúng cái niệm xứ quan sát năm trụ quân. Lúc mà chúng ta nói về vô ngã tướng, Đức Phật hỏi từng phần là nền chứng tỳ kheo sắc quẩn là vô ngã không phải là của ta. Nếu sắc quẩn là của ta thì người đời có thể nói là sắc quẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Để các tỳ kheo, sắc quẩn quả thực là vô ngã nên người đời không thể nói sắc quẩn của ta phải như thế này hoặc đừng như thế kia. Rồi ngài cũng đề cập đến thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Cái phần tiếp theo ngài cũng hỏi về các thầy cho sắc quẩn là thường hay vô thường, và Đức Thế Tôn sắc quẩn là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay vui, và Đức Thế Tôn cái gì vô thường là khổ, cái gì vô thường là khổ, biến đổi theo lẽ thường thì có nên cho cái đó của ta là ta, chẳng của ta chẳng, thì bạn Đức Thế Tôn chẳng nên. Và rồi ngài hỏi về thọ quẩn, ngài hỏi về tưởng quẩn, hỏi về hành quẩn, thức quẩn. Thì khi mà nói như vậy thì chúng ta nghe nó là cái gì rất là riêng lẻ, dạ, rất là riêng lẻ, sắc riêng, thọ riêng, tưởng riêng, hành riêng, thức riêng. Nhưng mà khi chúng ta học vào ở trong thắng pháp, và đặc biệt là học về các thuộc tánh, thì mình thấy rằng trong một sát na tâm, dạ, chúng ta nhắc lại là một sát na là một đơn vị cực vi của tâm thức. Một khẩy móng tay có triệu triệu sát na tâm thức, thì thọ tưởng hành thức đều có mặt trong một sát na tâm. Không có sát na nào mà thiếu một ở trong bốn danh quận. Cả tất cả sát sát na tâm đều phải có đủ bốn cái danh quận này, thọ tưởng hành thức. Nói đến điểm này thì chúng tôi nhớ một chuyện rất là vui, là mình ở Việt Nam có một giáo phái nữa, một giáo cất sĩ. Thì cái vị thành lập đó là Tổ sư Minh Đăng Quang, có viết một quyển sách mà được xem như kinh điển của hệ phái cất sĩ, đó là Một Chân Lý. Một Chân Lý. Thưa quý vị, trong bộ Chân Lý có một bài viết về năm quẩn, thì chia ra năm quẩn theo cái sống của con người. Hồi còn nhỏ đó là giai đoạn mình sống với sắc quẩn, là tại vì đó thời gian mà cái thân của mình từ một hài nhi sơ sinh cho đến cái tuổi cập kê trổ mã trưởng thành. Giai đoạn đầu, giai đoạn hồi còn bé, giai đoạn nghiêng về sắc quẩn. Rồi cái giai đoạn kế tiếp là từ thiếu niên mình bắt đầu có cái biết buồn, ở tuổi biết buồn, biết vui. Họ còn nhỏ thì sống vô tư, nhưng lớn thì biết buồn, biết vui là cái giai đoạn của thọ quẩn. Rồi sau giai đoạn của thọ quẩn biết buồn, biết vui đó, mình mới đến cái giai đoạn gọi là biết nhớ, là biết vui buồn, rồi biết nhớ, biết nghĩ, thì đó là tưởng quẩn. Rồi sau đó bước qua giai đoạn hành động, và tuổi trung niên là tuổi dám làm, dám sống, gọi là hành động. Và tới chừng già là con người bị sống hiểu đời, tới tuổi tri sinh mệnh gọi là sống với thức quẩn. Thành ra trong quyển Chân Lý này thì Tổ sư Minh Đăng Quang của giáo phái khách sĩ nói rằng năm quẩn con người tức là sống trong tâm cái giai đoạn cuộc sống. Thì thật ra chúng tôi có đọc cái đoạn đó hồi nhỏ, chúng tôi cũng có để ý gì về những chuyện đó. Nhưng mà có một lần có một Phật tử ở Dallas, họ nói chúng tôi rằng, họ nói rằng hồi trước giờ họ đọc nhiều bài nói về năm quẩn nhưng mà không thấy ai giải thích dễ hiểu mà hay giống như là Tổ sư Minh Đăng Quang hết. Lúc đó chúng tôi cũng không có nhớ, hồi nhỏ chúng tôi đọc cái gì về Tổ sư Minh Đăng Quang nói về năm quẩn,
Nhưng mà rồi người ta nói là như vậy đó. Thì chúng tôi cũng biết phải nói cái gì với người đó, chúng tôi chỉ mỉm cười thôi. Và sau này có dịp gặp lại thì chúng tôi cũng nói rằng thật ra đó là cái suy luận theo thường thức. Theo người đời có thể suy luận như vậy được, nhưng mà Phật học thì không có nói như vậy. Dạ. Không thể nói rằng mình nghe thì rất là dễ nghe đó, nghe nó rất là hợp tình hợp lý. Có giai đoạn mình sống với sắc với thọ với tưởng quẩn thì nói như vậy là hồi còn nhỏ mình sống chưa đủ ngũ quẩn, hay là ở cái tuổi nào đó mình chỉ sống với hai quẩn ba quẩn. Nếu bị nào mà học Phật học thì nghe cũng hơi tức cười, nhưng mà nếu mà học Thánh pháp còn nghe nó khôi hài hơn được, là mình không thể sống với một quẩn hai quẩn ba quẩn bốn quẩn. Thì chúng tôi kể chuyện này ra để quý vị thấy có cái thí dụ về trường hợp là nếu chúng ta không có học kỹ đó, thì đôi lúc đó, chúng ta bị rơi vào trong cái tình trạng là chúng ta chỉ nói về Phật học trong một chiều thôi. Dạ, nói trong một chiều. Ngay cả một người mà học tâm tạng Pali mà không biết về Thánh pháp đó, thì cứ nghĩ rằng ở trong sinh hoạt hàng ngày có lúc đó, thì sắc quẩn hiện khởi, có lúc thọ quẩn hiện khởi, lúc tưởng quẩn hiện khởi, hành quẩn hiện khởi, thức quẩn hiện khởi. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, dạ, sắc thọ tưởng hành thức luôn luôn có, đã luôn luôn có. Vấn đề là chúng ta nhìn với góc cạnh nào thôi. Lấy ví dụ như là một người quan sát được gọi là thọ quán niệm xứ. Mình lúc mình ngồi thiền và cái cảm giác thoải mái thì mình ghi nhận cảm giác thoải mái. Nhưng mà rồi cảm giác đau nhức khởi lên là thọ khổ. Và mình biết đây là thọ khổ. Hồi nãy chưa có, bây giờ có, là thọ khổ người sanh. Mình ngồi ráng ngồi thêm một chút nữa thì cái đau nhức nó biến mất, thọ khổ gì. Thì cái sanh cái gì cảm thọ nó không có nghĩa là khi cái đau nhức sanh khởi nó chỉ có đơn thuần là một cảm thọ, mà thật ra nó là một cái ấn tượng nổi trội. Nó nổi trội lúc đó chúng ta ghi nhận được cảm thọ, nhưng mà trong cái đau nhức đó thì sắc thọ tưởng hành thức là đều có mặt. Và vì vậy chúng ta nhớ tại sao mà phần học về thuần tánh chúng tôi thường đưa ra hai cái nhìn của vĩ mô và cái nhìn trên bình diện rộng. Trên bình diện rộng là nói theo kinh đại, nói theo thương tích. Nhiều khi cách nói đó nó khiến cho chúng ta phải nhìn vấn đề cách riêng lẻ. Nhưng mà trong trường hợp của vĩ mô thì nó bắt buộc chúng ta là phải nhìn ở một cái cách rất là hỗn hợp. Chúng tôi biết rằng rất là khó tưởng tượng, rất là khó tưởng tượng để nghĩ rằng những cái thuộc tánh này, đơn giản là bảy thuộc tánh này có thể đồng sanh một lúc, rất khó tưởng tượng. Chúng tôi hồi còn nhỏ đó, khi mà chúng tôi mới học Thánh pháp, chúng tôi có nói suy tưởng nó rằng sao con thấy kinh đạn hay là nói riêng ra thì dễ hiểu, nhưng mà nói rằng trong một sát đa tâm mà có nhiều cái thuộc tánh như vậy, sao con thấy nó khó hiểu quá, nó kỳ cục quá. Thì sư trưởng mới cười, sư trưởng mới nói với tôi, chúng tôi một cái thí dụ và chúng tôi nhớ hoài, và chúng tôi chia sẻ thí dụ đó để kết thúc cho bài học ngày hôm nay. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh thoảng tôi siêu nói và tới phần thảo luận. Thì thưa quý vị, sư trưởng như một thí dụ mà phải nhận là chúng tôi rất là thích và chúng tôi nhớ đời. Sư trưởng nói bây giờ mình nói mình nấu canh chua. Dạ, nấu canh chua. Khi mình nấu mình có nhiều cái nguyên liệu lắm. Mình chỉ riêng là có nước rồi có me, rồi có bột ngọt, có đường, có cái này kia làm ra một tô canh chua. Và mình múc cái muỗng canh chua, mình hấp một muỗng canh như vậy thôi. Mình thấy trong đó nó hỗn hợp của nhiều cái gia vị, nhiều cái chất. Thì cho dù là một cái muỗng hay là mình lấy cái đầu đũa mình chấm vào, nó còn một ít
hoặc bất cứ là chúng ta lấy cái lông nhúng nhúng vào một chút một xíu ở trên đầu thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà khi mình bảo rằng à, ở trên cái đầu lông con nhím này nó có me, nó có đường, có bột ngọt v.v. nghe hơi khó tưởng tượng vì nó có chút xíu thôi, làm sao có. Nhưng mà thưa quý vị, ngày hôm nay đó, các nhà khảo cổ đó, họ nhờ vào những cái cái phương cách và gọi là những cái máy móc phân chất và phân chất, thì có nhiều khi trong một cái bình mà họ tìm ở Trung Đông, ở bên Ai Cập, và cái bình đó 7.000 tuổi, 8.000 tuổi, và trong cái bình đó nó chỉ là một cái bình khô thôi, nhưng mà còn dính là một vài cái một cái mẫu mẫu rất nhỏ, họ đem về họ phân chất ra, thì trong phân chất đó họ biết được rằng cái người thời đó họ đã ăn món gì, họ đã bị bệnh gì, và đời sống của người ta ra sao. Thì chúng ta nghe cũng hơi lạ đó. Ủa, tại sao chỉ một cái mẫu rất là khô, rất là bé nhỏ như vậy mà họ sẽ biết được? Nhưng mà thứ gì, vì đôi khi chúng ta khó tưởng tượng, giống như chúng tôi nói rằng nếu mà một ít nước thôi, một chút xíu còn dính trên đầu con nhím á, và bảo rằng ở trong đó có me, ở trong đó có đường, có bột ngọt, thì nghe rất khó hiểu. Một cái muỗng canh thì hiểu, nhưng một chút xíu ở trong, nhưng mà nó đã trở thành nước canh chua rồi, thì dù một chút xíu là được cũng chứa được tất cả. Thì tương tự như vậy, khi mà một sát na tâm khởi lên, nó có cả luôn luôn, nó không thể thiếu bảy thuộc tính biến hành, xuất thọ tưởng tư nhất hướng mà nguyên tại, thì mình nghe mình khó hình dung. Dạ, có hình dung. Nhưng mà nếu chúng ta nghiệm cái thí dụ mà sư trưởng đưa ra đó, thì chúng ta thấy rằng điều đó nó hoàn toàn phải là như vậy. Bây giờ thì thứ gì chúng tôi chỉ nhắc lại một lần nữa là bảy cái thuộc tính xúc thọ tưởng tư nhất hướng và quyền tác ý đó, nó là mấy cái thuộc tính tự tha biến hành. Tự tha có nghĩa là nó đi với thiện là thiện, đi với bất thiện là bất thiện, đi với vô ký là vô ký. Gọi là biến hành là vì nó có mặt ở trong tất cả tâm. Trong trong 21 tâm không có tâm nào thiếu mấy thuộc tính này. Một cái tâm tối thiểu và đơn giản nhất như ngũ sắc thức cũng phải có bảy thuộc tính này. Cái đó là cái mà tất cả chúng ta phải nhớ. Yeah. Và ở trong bảy thuộc tính cũng cái tâm mà mũi lượt nhất, cái tâm đơn giản nhất như ngũ sắc thức, thì bảy thuộc tính này nó cũng được là có bốn danh uẩn. Cái chỉ danh ở đây không phải là nổi tiếng, mà chỉ danh ở đây chỉ danh sắc. Yeah. Ở trong ngôn ngữ Phật học đó, Navarupa. Na bá là cái gì có tên gọi mà không có hình tướng, gọi là danh, chỉ cho tâm thức, và sắc chỉ cho vật chất. Thì ở đây gọi là danh quẩn là bởi vì thọ tưởng hành thức nó thuộc về tâm, do đó gọi là bốn danh quẩn. Và bốn danh quẩn này nó hiện hữu gọi là bất khả ly, nghĩa là ở trong một sắc đa tâm tối thiểu phải có bốn danh quẩn, không có sắc đa tâm nào mà chỉ có thọ hay chỉ có thọ tưởng mà không hành thức, mà luôn luôn là bốn danh quẩn đi chung với nhau. Cái đó là cái chúng ta nhớ. Thì trong bảy sát na này nó đã có ba dinh quẩn, là thọ là thuộc tính thọ, tưởng thuộc tính tưởng, hành là những thuộc tính còn lại. Và chúng ta nhớ rằng những sắc, những thuộc tính này đôi khi mình nói một cách rất là vĩ mô thì nó chỉ là một cái đơn vị ly chi ở trong một sát na tâm, nhưng mà khi chúng ta nói về chi pháp của những đề tài lớn thì ở đây có những đề tài lớn rất lớn, ví dụ Chetana là đề tài thuộc về nghiệp, nghiệp báo đề tài lớn, hay là Vedana là thọ, nói về thọ quấn là một đề tài lớn, rồi hay là chúng ta nói về định hay là nhất hướng, nhất hành, nó cũng là một đề tài lớn, xúc cũng là một đề tài lớn ở trong giáo lý như thế. Nên người học Phật á, ngoài cái nhìn của vĩ mô và cái nhìn về bình diện rộng á, thì chúng ta càng học, ví dụ như chúng ta học về tâm, học về thuộc tính, thì chúng ta hiểu khác mà khi chúng ta học về sự tương hợp
giữa tâm và thực tánh, chúng ta lại có cái nhìn khác. Và khi mà chúng ta học các đề tài, ví dụ trong tương lai chúng ta học về duyên hệ, thì chúng ta sẽ thấy rằng những điều này nó đóng một vai trò rất là đặc biệt. Bởi vì một cái thú vị của cái bản cái biểu đồ chư pháp đó, khi cái biểu đồ pháp là cũng chừng đó mà chúng ta xào tới xào lui học trong mỗi một giai đoạn, thì chúng ta sẽ có thêm một cái nhìn, một cái hiểu mới. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện tại đây, và bây giờ để cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu giảng bài tiếp theo, và những phần tiếp theo và sau đó chúng ta sẽ trở lại với phần thảo luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Trước khi chúng ta có những câu thảo luận trong thời gian chờ đợi, chúng tôi có một đôi điều chia sẻ với quý vị. Thực ra thì nội dung bài học thì chỉ có tóm gọn, chỉ có bảy tâm sở biến hành phối hợp dung trong một tâm. Thì thượng tọa Giác Đẳng đã giảng cái bài hết rồi. Chúng tôi có nói thì chúng tôi cũng chỉ lặp lại thôi. Ở đây thưa quý vị, trong cái danh là sắc, thì khi mà một vị hành giả được tu tập nhận định danh sắc, thì ở đây có ba điểm. Bậc vị hành giả sẽ nhận ra danh ở trong thân này bằng ba cách, đó là xúc, thọ và thức. Vì hành giả ghi nhận chánh niệm, niệm hơi thở hay là niệm bất cứ cái gì trên thân này, như là thân có niệm xứ thì niệm thân thể trường, niệm 32 thể hay là niệm hơi thở, thì những cái tánh thô phù, cứng, mềm, hoặc nóng, hoặc lạnh, cái đó nó thuộc về tứ đại, ngay cả hơi thở của mình. Thì đó là nhận ra sắc trước.
mà vị hành giả khi mà tới đi vào mũi do cái sự cảm xúc, cái tánh cứng mềm đó, hay tánh nóng, ở đây tức là cái hơi ấm lạnh tức là mát của hơi thở ở nơi chọc mũi do cảm xúc nhận được, có hơi thở ra, có hơi thở vào, thì xúc này nó có thọ tương ưng, gọi là tưởng thọ quẩn, có tưởng tương ưng gọi là tưởng quẩn, nó có tương ưng gọi là hành quẩn, và có tâm tương ưng gọi là thức quẩn. Như vậy thì nhận ra sắc và danh qua thọ, bởi vì thọ tưởng tương tâm đó là danh, xúc thọ tưởng tương tâm thuộc là danh. Còn nếu như hành giả ghi nhận tập thọ, ví dụ như niệm hơi thở, nó thở ra, nó thở vào, ngay trong lúc đó đó, hành giả ghi nhận có hơi thở ra, hơi thở vào với sự cảm nhận, có sự cảm giác mỗi sự kích thích của cái hơi thở đi vào, mình dễ chịu hay là khó chịu, thì như vậy gọi là ghi nhận qua cảm thọ. Thọ này không có tưởng tương ưng, có xúc cái tương ưng, thọ đó là thọ quẩn, tưởng đó là tưởng quẩn, xúc tương đó là đại diện cho hành quẩn và tâm thực là thức quẩn. Hoặc là nhận diện cảm thọ qua nhận diện qua thức, khi mà hơi thở ra, hơi thở vào, ở trong hơi thở đó và trong cái đường dẫn của hơi thở đi vào trong thân đó, thì đã có những cái đặc tính của tứ đại, như vậy gọi là sắc. Tâm ghi nhận được cái sự hiện hữu của hơi thở ra, hơi thở vào, thì tâm đã hiển nhiên là tức quẩn. Tức này có thọ tương ưng gọi là thọ quẩn, có tưởng tương ưng gọi là tưởng quẩn, có xúc tương ưng thì vậy gọi là hành quẩn. Thì hành giả sẽ kết luận đây là danh, đây là sắc. Cho nên khi mà chúng ta học về bảy cái sở hữu biến hành thì chúng ta thấy ở đây có đủ ba: thọ là thọ quẩn, tưởng cái tâm cái thuộc tánh tưởng là tưởng quẩn, và xúc tư nhất hành mạng quyền và tác ý, cái đó là hành quẩn. Thì ở đây thưa quý vị, hôm nay khi mà chúng ta học về những cái thuộc tánh phối hợp với tâm đó, thì chúng ta học về tự tha biến hành, thì chúng ta nên biết rằng một tâm tối thiểu như là tâm ngũ sinh thức, nhãn thức, vị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức,
tối thiểu cũng có 7 sự biến hành. Và 7 cái tự thai biến hành này nó phối hợp với 121 tâm và 7 tự thai biến hành này. Chỉ với bao nhiêu đó là nó đủ thuộc về ba danh quân tâm sở, ba danh quân cộng với thức quân là cái tâm mà nó tương ưng, thì như vậy là thức quân là bốn danh quân. Bảy tâm sở biến hành này là bất khả ly, chúng không thể lìa nhau, phải có phối hợp đủ cả bảy, và chúng tương ưng với tâm mà luôn luôn phải có, cũng giống như là sắc pháp thì có tám cái sắc bất ly, tức là bốn đại đất nước lửa gió, rồi màu tức là cảnh sắc, màu, mùi, vị và thực tố, tức là chất ôn giá hay là vật thực nội, tám cái đó gọi là bất ly. Ông đi phù gác ở rô phát đối với bọn sắc pháp, thì bảy cái tâm sở biến hành đó, bảy tâm sở tự thân biến hành nó cũng là bất ly đối với tâm. Đây là những điểm mà khi một người học quy luật pháp là chúng ta phải nắm cơ bản về danh, về sắc. Danh thì có bảy cái tâm sở bất ly tâm, còn sắc thì có tám cái sắc bất ly sắc, bất ly bọn sắc. Nhờ học mà so sánh như vậy đó, thì chúng ta mới có thể nhớ được căn bản. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin cung kính thượng tọa Nhất Đẳng trở lại điều học phần khẩu lực của chư tăng. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kính trực chư tăng thầy sư. Và chư tăng thầy sư thượng tọa có thể giảng về ý nghĩa này là ở trong tạng kinh, hay là khi mà chúng ta học về duyên khởi thì chúng ta nói là xúc duyên cho thọ, rồi thọ với duyên cho ái, hay là chúng ta nói nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ vân vân. Thì khi mà nói xúc duyên cho thọ đó thì người ta hiểu rằng có xúc sanh, xúc sanh khởi rồi thọ mới sanh khởi. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về tương học tâm thuộc tánh và xúc và thọ thì nó đồng sanh, dạ, nó đồng sanh và đồng diệt á, thì có nên nói là xúc duyên cho thọ hay không? Thì kính xin thưa là hoan hỷ trở lại để giảng rõ về điểm này kính thưa chư Phật. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, khi nói đến duyên trợ thì không hẳn
là tạo ra, con hẳn là tạo ra. Bởi vì có nhiều duyên, như là nhân duyên, cảnh thượng duyên, con sinh duyên, tương duyên, bất kỳ duyên vân vân, nó là đại khái gì? Vị thời vị duyên thì nó tạo ra quả, thì cái đó là tạo ra được vân vân. Thì ở đây khi mà nói đến xúc duyên thọ, nó có hai trường hợp. Nếu mà xúc duyên thọ là có tâm sở xúc và tâm sở thọ tương ưng trong sắc na tâm, thì xúc duyên và thọ đó là câu sinh duyên, nghĩa là nó chỉ làm cái hiệu ứng cho thọ thôi, xúc làm hiệu ứng cho thọ. Còn cái trường hợp khác như ở trong tập nhị nhân duyên đó, khi nói đến xúc duyên cho thọ thì trong trường hợp nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, chạm cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì chính do có sự mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ như vậy đó. Cho nên thọ hỷ, thọ xả, khổ lạc ưu nghĩ xả, hay là khổ lạc, phi khổ phi lạc, nó phát sanh lên. Cái trường hợp này được gọi là thường tận ly duyên, bậc có tổng nữ sư giác, cái chi giác. Vì thế, khi mà giảng về thập nhị nhân duyên, từng mắt xích xúc duyên cho thọ, chúng ta cũng phải nói ở hai khía cạnh, là câu sinh duyên và thường cận ly duyên. Nhưng mà theo lý của kinh Tạng thì Đức Phật là muốn đề cập đến, Đức Phật là đề cập đến cái thường cận ly duyên. Thí dụ như có những người họ nhìn thấy cảnh sắc, do nhãn xúc đó mà họ phát sinh lên, họ khởi lên cái sự hạnh phúc hay đau khổ, họ vui hay họ buồn khi thấy cảnh sắc. Thì như vậy cái trường hợp này gọi là xúc duyên cho thọ. Hoặc là khi nghe tiếng của người, mình nghe người ta khen ngợi thì cái thọ hỷ nó khởi lên. Mà nghe người ta chê mình, người ta chê bai phỉ báng thì thọ ưu nó khởi lên. Trong trường hợp đó cần phải hiểu rằng là xúc duyên cho thọ,
nhãn xúc hay nhĩ xúc nó duyên cho thọ. Thì ở đây đó, chúng ta đều có cả hai trường hợp. Trong lao giáo lý duyên khởi, cụm từ mà nhãn xúc sở sanh thọ hay là nhĩ xúc sở sanh thọ đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu là chắc khú sông phát sạch chát vedana, thì chát ở đây có nghĩa là chanati. Vedana là thọ, thọ được sản sanh bởi nhờ nhãn xúc. Thì trong trường hợp đó là chúng ta phải hiểu theo cách là thường tận y duyên. Còn nếu như mà chúng ta nói đến xúc thọ đồng sanh trong một sắc na tâm, thì xúc không có tạo được thọ, nhưng mà nó trợ duyên được cho thọ, nó trợ được cho thọ. Cũng giống như khi người ta bước đi bằng hai chân, thì cái chân phải, chân trái, cái chân phải bước tới đạp xuống, rồi cái chân trái mới dỡ lên và đạp xuống, cứ đi tới như vậy. Thì ở đây cái chân phải trợ cho, nó duyên cho cái chân trái, rồi chân trái nó lại duyên cho cái chân phải, nhưng không có nghĩa là cái chân trái nó tạo ra cái chân phải hay tâm chân phải nó tạo ra cái chân trái, mà nó chỉ là cái sự trợ duyên thôi. Nó một trợ duyên. Hoặc là như một bánh xe ở trong chiếc xe nó đang lăn. Khi mà đang lăn bánh như vậy đó, thì nhờ hai bánh trước, nhờ cái bánh trước lăn đi, thì bánh sau nó mới lăn đi. Cho nên cái sự trợ duyên của các pháp chúng ta phải hiểu trong trường hợp nó câu sanh là nó chỉ trợ nhau một cách đó, trợ nhau một cách đó, chứ không phải là nó trợ bằng cách là mất ly duyên. Nếu mà trợ bằng cách mất ly duyên đó, gọi là quý tịch tác, nó trợ bằng cách là ly duyên, quý tịch tác, cái chế giác, thì trong trường hợp đó thì nó diệt rồi nó mới trợ cho kia sanh lên được. Năng năng duyên diệt rồi thì mới trợ cho sở duyên sanh lên. Thì trong trường hợp này nhãn xúc, nhĩ xúc, khi mà mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, vừa thấy xong vừa nghe xong thì cảm thọ khởi lên. Thì trong trường hợp đó đó là chúng ta nói ở một cái ý niệm, một cái khái niệm, một cái khái niệm là thường tận ý duyên, hay là nó thuộc bất ly, nó thuộc về ly khứ duyên. Cho nên ở đây trong trong trường hợp này mà câu hỏi thượng tọa với đẳng quỳnh nêu, thì chúng ta nó có cả hai trường, có cả hai trường hợp, nhưng mà chỉ có cái trường hợp là thường tận ý duyên thì lúc bây giờ xúc nó mới sở sanh thọ. Còn nếu là trường hợp không sanh duyên thì xúc chỉ trợ cho thọ, xúc chỉ trợ cho thọ thôi, nó trợ duyên cho thọ chứ không có sản sanh ra thọ. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái vấn đề này.
xin thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa thượng tọa thiền sư, bất thiện Phật thiền sư xin hỏi thượng tọa một câu nữa rồi thỉnh thượng tọa thiền nghị. Sau đó chư tăng sẽ vâng. Bất thiện Phật thiền sư, tại sao ví dụ như là người học thấy có thủ tấn tư, tư có khi chúng ta hiểu là nghiệp chứ là tư, và khi tư là đó là cái là chủ trương tạo tác, nhưng mà rồi ở trong những cái tâm rất là bụi lượng như là vô sung thức chẳng hạn, thì cũng cũng có thuộc tâm tư ở trong đó, thì điều này người ta sẽ khó hiểu là đáng lẽ cái thuộc tâm tư nó chỉ có trong những tâm xử lý, tâm cho bán thôi, tâm động lực, tâm xử lý thôi, nhưng mà tại sao bất cứ tâm nào cũng có thuộc tâm tư được ở cái trình tự độ quan hệ trở lại. Tức là chưa tăng kính thưa quý vị, thực ra thì cái định nghĩa chủ trương tạo tác, chúng ta nghe cái chữ tạo tác là do cái chữ dịch, việc dịch nghĩa của chúng ta. Khi mà chúng ta dịch nghĩa như vậy đó, thì chúng ta phải nói thêm nữa thì chúng ta mới hiểu, không có bị nhầm lẫn. Còn nếu như mà chúng ta chỉ lấy cái câu, lấy cái từ mà từ dịch của chữ Chitana đó, thì chúng ta mới có thể hiểu, hiểu nhầm. Tư nó đóng hai cái vai trò, mặc dù cũng có câu và cô nói rằng là Chitana hằng thiết tu vi tâm mang quả đạo ni, để các tỳ kheo ta nói Chitana tư là nghiệp tâm ác. Nhưng ở đây cái chữ tâm ác chúng ta phải hiểu theo trong Pát Thanh Á, duyên hệ thì chúng ta biết giác có hai, sa cha tác với chỉ giác, tức là câu sanh nghiệp duyên, và na nát khai nê các tham có chỉ giác, tức là dị thời nghiệp. Tư trong cái vai trò câu sanh nghiệp thì dùng cho một cái sắc na tâm đơn giản, nhưng mà hễ nó có các sở hữu khác, có các cái thuộc tính khác đồng sanh tương ưng với tâm đó, như là trong ngũ xung thức, trong tâm nhãn thức chẳng hạn, thì bảy cái tâm sở biến hành tạo tha, trong đó có tư. Tư nó sẽ đề đốc cho, nó thúc đẩy cho sáu cái tâm sở còn lại là hoạt động trong cái việc biết cảnh, hoạt động trong việc biết cảnh sắc. Thì dù lớn dù nhỏ, dù nhiều dù ít, thì tư nó đóng cái vai trò, nó đóng cái vai trò đó. Cũng giống như khi mà người ta uống thuốc, thường thường thì ở trong thuốc Tây chúng ta không biết sao, chứ còn đông y
Đông y có những cái thuốc đó, thưa quý vị, người ta phải cần có cái chất dẫn, cần có cái chất dẫn. Chẳng hạn như uống thuốc muốn dẫn cho nhanh đó, thì người ta uống với nước ấm, nước nóng, hoặc là người ta uống với, người ta ngâm với rượu, pha với rượu để làm cái chất dẫn. Nó làm cho các cái tấm dược khác ở trong cái thang thuốc đó nó dẫn vào trong cơ thể nhanh chóng, mà nó không có bị loại trừ ra, nó không có bị loại ra. Thì cũng như thế nào, ở trong một cái sắc na tâm tối thiểu cũng là 7 cái tâm sở ở thân ý hành, thì tư đóng cái vai trò giống như là nó làm cái chất dẫn cho các cái tâm sở đồng sanh với nó để hoạt động. Nếu như không có tư thì như vậy các cái tâm sở khác thì nó chỉ nằm yên đó, nó không có hoạt động được, bởi vì không có ai chủ trì, không có ai đề đốc, không có tâm, không có cái thuộc tánh nào đề đốc hay là dẫn, giống như là rượu mà nó dẫn cái chất dẫn thuốc lan tỏa trong cơ thể vậy. Thì ở đây chúng ta phải hiểu cái vai trò của tư ở được gọi là nát sa cha tát trong một cái giá là như vậy. Còn cái trường hợp mà chủ trương tạo tác có vẻ như thuộc về tâm xử lý cho quan ác, cho quan ác ở đây đó là những cái tâm có thể tạo nghiệp. Chúng tôi nói có thể tạo nghiệp là bởi vì ở trong cho quan ác vẫn có tâm tố kinh gia, tâm của vị A-la-hán, tâm đó xử lý cảnh như mà không có tạo nghiệp. Cũng như hạt giống là để gieo trồng trên đất cho nó nảy mầm, nhưng mà không phải bất cứ hạt giống nào khi mà gieo xuống đất nó đều nảy mầm được. Cho cái ná thì nó tạo ra quả. Như thường thường chúng ta học tâm pháp á, thì trong 7 cái sắc na cho ná động lực, sắc na thứ nhất thì nó tạo ra quả ngay trong kiếp hiện tại này, được gọi là hiện báo nghiệp. Cái sát na động lực thứ 7 thì tạo ra cái quả, tạo ra tâm quả trong đời truyền theo kiếp này, gọi là sanh báo nghiệp của một cách chất quyền đi với thầm mắt. Còn nếu còn 7 cái năm, còn 5 động lực giữa thì nó sẽ tạo ra quả đời thứ 3 trở đi trong suốt dòng sanh tử luân hồi. Như vậy thì được gọi là tam para para vedini yakama, tức là hậu báo nghiệp. Phân định là phân định như vậy, nhưng mà 7 tâm động lực cho con ná mà thuộc về tâm tố phi gia thì hoàn toàn không trở thành hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp nữa. Thì như vậy ở đây đó, trong trường hợp mà Chitana nó nằm ở trong những cái tâm động lực như là động lực bất thiện, động lực thiện, thì nó sẽ xử lý cảnh và tạo ra quả dị thuộc, được gọi là là nắp cái đế cát cầm ở cái chế giá, tức là dị thời nghiệp duyên, ở trong cái vai trò dị thời nghiệp duyên.
Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng tư tâm sở có mặt trong 121 tập đã tương ứng với 121 tâm hạnh. Nhưng mà khi nó có mặt, khi nó tương ứng với 12 tâm bất thiện và 37 tâm thiện đó, nó tương ứng với 49 tâm đó thì nó đóng hai vai trò. Khi mà nó tương ứng với tâm đó ở trong sát na tâm thiện, sát na tâm bất thiện đó, thì nó đóng cái vai trò là đề đốc cho các pháp đồng sanh xử lý cảnh. Và một cái vai trò nữa là nó tạo ra cái chủng tử, nó làm cái chủng tử để tạo ra cái tâm quả, tạo ra tâm quả quý bà cả, tâm quả diệt thủ. Còn ngoại trừ 49 tâm, những tâm còn lại đó, những tâm còn lại tức là 52 tâm quả và 20 tâm tố cũng có cho, cũng có chetana, nhưng mà chetana trong cái vai trò chỉ là chất dẫn, tức là nó đề đốc cho các pháp đồng sanh, tức là các tâm sở đồng sanh với nó để mà làm việc hoạt động, để mà hoạt động trong cái việc biết cảnh mà thôi. Đây là những điều mà chúng ta xin được chia sẻ với quý vị trong cái câu hỏi số 2 của thượng đệ đặng nêu nam mô thầy. Sao tôi kích thích cho tôi sự tại tỉnh thư tòa chủ sư đi nghỉ, thiền tòa pháp đăng nghe thiền tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thiền tòa đang nghe được xin thiền tòa hoan nghị trả lời cho câu thân số 3. Một lần nữa xin hỏi thiền tòa pháp đăng, thiền tòa có mặt ở trước máy không? Thiền tòa Tê Quyền, dạ, là thấy thiền tòa đang thiền tòa đang trong tấn pháp có một điều mà chúng ta thường thấy đó, đó là có những cái thuộc tánh lúc bình thường thì nó không có gì hết, nhưng mà lúc được tu tập rồi thì đóng cái vai trò rất là quan trọng. Ví dụ chúng ta nói rằng thuộc tánh về dục, khi mà nó có mặt ở trong các tâm đó, bình thường nó không ra gì, nhưng mà khi thành dục như ý tốc vực, dục thành tốt thì lớn dịu, hay là cần, hay là cần, hay sự tinh tấn, cái cần bình thường, và khi mà mình tu tập nó thành chánh tinh tấn hoặc là cần thường tốt được, thì cần giác chi thì nó là lớn chuyện. Thì chữ đó chỉ cho một vài khái niệm là từ cái rất bình thường mà trở thành một cái yếu tố quan trọng đó. Người ta cần cái gì để làm nên điều đó, xin kính thưa thưa lắm. Alo. Khi mà những cái thuộc tính, nhưng mà đừng tỏ nói đó, thì những cái thuộc tính đó mình có thể hiểu. Mình tu tập nó cũng giống như một cái thói quen, cái thói quen tu tập đó, nó cũng giống như là cái người mà rót dầu hay là người bắn tên vậy, họ bắn thường, rót dầu thường. Thì nếu mà nói về những cái pháp như là cần thần túc hoặc là dục thần túc, là cái sự ước muốn, và chúng ta biết rằng cái sự ước muốn đó là muốn nói đến cái tâm của mình ước muốn cái điều đó. Mà khi mình ước muốn cái điều đó đó thì mình phải tạo những cái điều kiện, ví dụ như mình nói rằng cái cần thần túc mà nó có đó,
vì mình xa rời những cái người mà lười biếng, mình gần gũi những cái người mà siêng năng, rồi mình nỗ lực tu tập mà gìn giữ những cái thiện pháp mình đã tu tập được, xa rời những cái những cái nguyên nhân, những cái điều kiện mà làm cho mình không có tinh tấn, không có nỗ lực. Như vậy thì rõ ràng là cái tâm mình lúc nào cũng nỗ lực về cái sự tinh tấn nỗ lực đó, mình xa rời những cái điều kiện mà làm cho mình lui sụp, gần gũi những cái điều kiện mà để cho mình nỗ lực tạo, mình gần gần như mình tạo những cái điều kiện gần gũi để cho mình nỗ lực, rồi mình cố gắng mình thôi thúc tu tập thêm, rồi cố gắng gìn giữ những cái sự siêng năng, những cái thời khắc mà mình thường hành trì đó. Ví dụ một cái người mà tinh tấn thì họ phải tự lập ra được cái thời khóa biểu để tu tập, và họ nỗ lực để vượt qua những cái khó khăn trong cái thời gian tập. Thì như vậy nên cái cần thận tốc nó trở thành cần tốc vì một cái sự siêng năng. Mình thấy một cái người trở thành thể hình đó, thì cũng là một con người thôi, nhưng mà khi họ tập điều đặn đó, thì họ trở thành một cái người có cái thể hình đẹp, cũng là con người, nhưng mà không có tập đó, thì mình không có thể là trở thành những người có cái thể hình đẹp. Nhưng mà khi mình tập rồi đó thì mỗi ngày một chút nó trở thành cái sự luyện tập, trở thành quen. Mình thấy đơn giản, mình thấy giống như là nói rằng mình làm một cái chuyện gì mình làm thường, làm quen đó, thì cái người khác cũng là cái người đó. Nhưng mà khi mà họ không có làm quen thì họ thấy họ làm chuyện đó nó rất là khó khăn đối với họ, nhưng mà đối với người kia thì nó trở thành rất là quen, rất là dễ, rất là chuyên nghiệp. Thì nó cũng giống như là cái cần thần túc hoặc là dục thần túc vậy. Bởi vì dục là cái sự ước muốn, mà cái người đã ước muốn được thần thông thắng trí hay là đạo quả đó, thì cái sự ước muốn đó phải có những cái điều kiện mình thực hiện những cái ước muốn đó, mình gần gũi những người đạt được những cái thành tựu đó, mình biết nghe và khéo thu góp những cái sự kinh nghiệm, và mình cố gắng nỗ lực để vượt qua những cái sự mà làm trở ngại. Mình thấy đơn giản như là những cái người mà họ luyện tập cũng vậy, mới đầu thì họ cũng phải tạo một cái cơ bản cho bản thân của mình, và họ phải tập luyện siêng năng, rồi họ phải vượt qua những cái sự khó khăn, họ phải được sự động viên của cái người thầy. Họ thấy được những cái người mà họ có cái thể hình đẹp, cái thân hình đẹp do họ thường luyện tập cái cách thể hình. Thì con nghĩ rằng nhé, cũng là một cái con người, nhưng mà họ trở thành người có cái thể hình đẹp, nó cũng giống như cần túc hoặc là dục thần túc vậy, cũng là một cái pháp mà cái người đó phát triển được. Cũng là cái pháp đó, nhưng mà người ta không phát triển được. Nói như vậy thì mình thấy rằng đối với Đức Phật thì nó có nhân có duyên, có nghĩa là có những cái điều kiện, mình gọi là nhân duyên, đó là những cái điều kiện. Ví dụ mình nói rằng nhân duyên thì có nhân vô tham, vô sân và trí tuệ, thì cái đó là nhân thiện. Thì những cái điều kiện đó nó có mặt, nên mình gọi là cái pháp thiện hay là cái nhân thiện hay là cái thiện, thì nó là những cái điều kiện mà nó có mặt. Thì con nghĩ rằng một cái người mà có cần thần túc hoặc là dục thần túc đó là những cái điều kiện để phát triển được cái dục thần túc hay là cần thần túc. Những cái điều kiện đầy đủ, ví dụ mình nói rằng cái cây sầu riêng này nó không trở thành cổ thụ, người ta nói như vậy, nhưng mà thật sự nó có thời gian 5 tháng rồi nó có nước, rồi nó không bị tổn hại nó, thì nó trở thành
một cái cổ thụ thôi. Cũng như mình coi trong kinh Trung Bộ mà cái sợi, cái hộp giống dây leo mà nó rớt xuống mà bị thọ thần sợ, thọ thần sợ. Nhưng mà những người kia họ khuyên đủ thứ hết á, họ nói ừ có thể bị con này ăn con kia ăn, có thể bị một bị mối bị hư này cái nọ, nhưng mà những cái điều kiện đó nó không có. Rồi cuối cùng thì cái dây leo nó bao phủ lên cái cây cổ thụ, thì nó cũng giống như vậy. Mình nói rằng chỉ là một cái hạt giống thôi, nhưng mà nó có điều kiện đầy đủ đó, thì nó trở thành một cái cây dây phủ cái cây cổ thụ đó. Đó là những cái điều kiện phân nước, thời tiết, rồi không có bị tổn hại, không sâu bọ, không đục, thì nó sẽ lớn mạnh và nó sẽ to lên. Thì dục thần túc hay là cần thần túc đó, thì con nghĩ rằng những cái pháp này nó là những cái pháp mà khi mà sanh khởi nó có những cái điều kiện đầy đủ thì nó sẽ hiện hữu. Mình thấy như là Đức Phật này nói rằng một cái người nông dân vậy đó, cày bừa rồi gieo giống rồi phân nước, với thời gian thì cái cây lúa nó được thu hoạch. Dù là người đó không có thần thông kêu lúa lên, nhưng mà với năm tháng ngày giờ thì lúa nó vẫn mọc, vẫn lớn và nó vẫn có kết quả, vì nó có những cái điều kiện thuận lợi. Thì con nghĩ rằng những cái dục thần túc hay là những cái tâm thần túc ấy, thì nó cũng là những cái điều kiện mà đầy đủ những cái điều kiện đó thì nó sẽ hiện khởi. Dục thần túc là cái sự ước muốn để đạt được những cái thành tâm thắng trí đạo quả. Khi có sự ước muốn đó thì người ta phải đầu tư vào cái điều đó và họ sẽ thành đạt được. Thì con xin trả lời cái câu của thượng tọa là như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa. Sa thủ kinh trình thượng tọa pháp đăng, thượng tọa chân quyền ở thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa chân quyền đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa hoan nghỉ trả lời cho câu thứ hai. Thượng tọa chân quyền, thường khi mình nói đến tu tập, mình hay nói đến làm sao mà cho hành động được tốt. Ví dụ mình nói chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chẳng hạn. Còn cảm thọ thì sao? Mình nói khổ lạc ưu hỷ xả, thì người tu có nên huấn luyện lý trí mình, được huấn luyện cảm xúc không? Thì chúng ta có nên tạo nên những cái cảm thọ lành mạnh không? Xin kính thỉnh chúng ta. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, như thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con có lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng ta có lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Tư Tri, Sư Tư Tri, Sư Minh Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện thỉnh chánh với tôi cùng chư Phật tử. Dạ, quả thật đây là một vấn đề mà chúng ta không thể thiếu. Sau khi mà chúng ta, tức là chúng ta điều phục về thân, về tâm, để trước khi mà vào thiền định đó, vào ngồi thiền đó, thì chúng ta điều hòa về thân, về tâm. Và ngay cả vào lúc đó thì chúng ta cũng đã điều phục về khẩu, về ngữ. Thì nói chung là tâm nghiệp của chúng ta lúc đó là chúng ta, cái hành động của mình xuyên qua ba cửa lúc đó nó dừng lại. Thì đặc biệt là chúng ta điều phục về tâm. Thì khi mà tâm ở đây, tâm vào giờ đó chúng ta ghi nhận, nếu như hơi thở ra vào ghi nhận của sắc, hoặc chúng ta ghi nhận được cái cảm xúc của mình, nó vui buồn khổ lạc gì đó, và chúng ta biết tâm của mình đang lạc, thì chúng ta lập tức là chúng ta vẫn tiếp tục trở về ghi nhận cảm giác lạc, cái cảm giác hỷ, và ngay cả cảm giác khổ, cảm giác bất lạc, bất khổ, vân vân. Thì những cảm thọ đó chúng ta chỉ bằng sức với cảm xúc của mình cảm nhận như thế, chúng ta quay về cái chánh niệm để ghi nhận nó đang diễn tiến.
Nó đây thì chúng ta mới thấy được một cái điều quan trọng, bởi vì khi mà thân xong thì chúng ta biết khi mà thân chúng ta được tốt đẹp thì thời cảm thọ xuất hiện. Và khi cảm thọ hay là cảm xúc nó xuất hiện, vì thử sau khi chúng ta điều hòa về hơi thở, điều hòa về thân, điều hòa hơi thở, và chúng ta điều hòa về tâm, chúng ta thở ra, thở vô, hay là chúng ta theo dõi cái tâm của mình, thì lúc đó cảm xúc nó khác. Nó khác hơn chúng ta buông trôi, nên chúng ta cho nó, và chúng ta không có kiểm soát. Khi chúng ta hướng tâm, khi chúng ta hướng tâm, thì đây chính là một cảm thọ. Nếu như chúng ta hướng tâm, bởi vì nó thuộc về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, là chúng ta đã có một cái khắc chế, hay chúng ta có một cái điều phục trước đó rồi, thì lập tức tâm nó sẽ khởi sinh lên cảm xúc, và xúc đó chính là do tâm đó tạo ra. Tâm tạo ra đó chính là, và tự xúc sinh ra thọ này, cái cảm thọ nó tươi, nó mát, nó vui, nó buồn, vân vân, thì chúng ta biết ghi nhận nó. Và đặc biệt cái cảm thọ này, cảm thọ lạc và cảm thọ hỷ, ngay cả nó đưa đến cái trạng thái hân hoan. Mà chúng ta trong kinh văn có rằng nó khinh an, cái thân tâm khinh an, nó tưới mát, nó nhẹ nhàng, và nó phiêu, làm cho ta rất là đặc biệt. Thì cảm thọ này thì chúng ta biết để giữ gìn cho nó đừng có khởi sanh phiền não, tức chúng ta đủ giờ mát quá, chúng ta thích gió hiu hiu, chúng ta cảm thấy nó mát mát nhẹ nhẹ, thì cảm giác đó, cảm thọ đó, thì chúng ta biết là cảm thọ nó không là mạnh của gia súc, của thân này với thời tiết, mà chúng ta cảm thấy nó vừa lòng, thì đó là cảm thọ bất thiện, mà nó được hỷ lạc khởi sanh, thì chúng ta biết đây là một điều không tốt. Còn cái cảm thọ mà tâm nó nhẹ nhàng, tâm nó khoan khoái, tâm nó không bị tham bị sân dẫn đường, không bị tham bị sân dẫn đầu, cái trạng thái đó nó có thể nói rằng nếu như chúng ta chịu khó chúng ta tu thì chúng ta sẽ mới cảm nhận được. Bởi vì cảm thọ này, nói cảm thọ đó, cảm xúc cảm thọ, thì người có cảm xúc và cảm thọ mới hiểu được cái giá trị cái cảm xúc cảm thọ đó. Mà nếu như cảm xúc đó mà nó xuyên qua về sự tu tập, thì ở đó chúng ta thấy tâm của chúng ta phát triển, nó xúc nó thọ hỷ, và xúc hỷ này thì đưa qua cùng cảm thọ rất là đặc biệt. Thì nếu như xúc lạc thì nó cũng đưa qua cảm thọ lạc, và như thế mà cảm thọ này nó không liên hệ với bất thiện, không liên hệ với tham với sân, không liên hệ với cái sự phẫn uất, hay không liên hệ với cái sự tìm tòi mà muốn cho cảm xúc cho tâm ái khởi sanh, xin cái đó là cảm thọ lạc. Thì trong sự tu tập, cái giá trị cảm thọ hay cái giá trị xúc sanh thọ này là một giai đoạn, là một vai trò hết sức quan trọng. Nếu như chúng ta chịu khó chúng ta tập trung, chịu khó chúng ta quan tâm, chịu khó chúng ta chú ý, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp, sẽ được chúng ta đúng như lời cảm thọ nó lành mạnh, nó đưa cái trạng thái hân hoan hỷ lạc khởi sanh của thân tâm này, mà cho thân an tâm an đó, nó đưa đến chúng ta một cảm thọ, có thể nói rằng từ chỗ là cảm thọ tốt đẹp này, từ đó chúng ta mới tiến triển đến các chi thiền, và ngay cả là chúng ta mới có một cái sự tiến tu mạnh mẽ hơn. Nếu chúng ta tu thiền vào thì mới dẫn dắt được những cái tâm đại thiện nó khởi sanh, để nó học với những cái tâm đạo của siêu thế, thì chúng ta mới chấm dứt cái phiền não, và chúng ta thành tựu cái quả vị giải thoát. Thì kính bạch thượng tọa, chính là đối điều thì nghĩ của con là như vậy. Nếu có gì không tốt thì kính thưa
cũng thần tự tọa của sự tự bày như vậy là một thời nhất. Sa thú kính trình sư tọa trên kinh. Sư Minh Thông ơi, muốn hỏi Sư Minh Thông một điều là phải chăng là ở trong ngành giáo dục ngày nay, nhất là tại các quốc gia Tây phương, thì chúng ta học về vật lý nhiều hơn tâm lý. Sư Minh Thông có thấy như vậy không? Đa số chúng ta học, chúng ta chỉ học về vật lý nhiều thôi. Tâm lý cũng có học vậy thôi, có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn cung kính đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ chư vị giảng sư trong đạo tràng. Kính thưa sư phụ, lời nói của sư phụ con thấy rất có đúng. Là vì ở bên Việt Nam thì con master về cái phần philosophy. Nhưng khi con qua Mỹ thì những cái ngành mà tâm lý hay là psychology thì nó có dạy. Cũng có dạy, còn philosophy hay những ngành về mà về tâm học đó, thì bên Mỹ dường như không có. Ngay cả những cái trường mà thí dụ như là San Luis University, con vô con ghi cái chương trình PhD về philosophy nó không có. Thành ra con phải qua bên PhD về giáo dục. Vì vậy cho nên ở tất cả nước Tây phương thì nó chú trọng về sang về khoa học của thưa sư phụ. Thí dụ như học về kỹ sư hay là tiến sĩ về kỹ sư máy hay kỹ sư gì đó hay là vật lý gì đó thì đều có, nhưng còn những cái học những môn học trừu tượng thì con không biết bên Pháp sao, con không có vào ngành giáo dục của Pháp mà chỉ ngành giáo dục của Mỹ mà thôi. Cho nên thì con thấy cái khuynh hướng của Tây phương thì nó thiên về giáo dục, bởi vì vậy cho nên về phương diện tâm học thì nó không có. Bởi về tâm học thì có Bích Độ hay là những cái nước Miến Điện hay là Sri Lanka, còn những cái môn học mà thuộc về cái trừu tượng thì họ không thấy có cái ích lợi gì thưa sư phụ. Và những giáo sư về triết học hay tâm học bên nước ngoài không có lãnh lương nhiều, mà ngược lại là bác sĩ hay kỹ sư thì lãnh lương nhiều. Vì vậy cho nên cái này nó hai bên cái Đông và Tây nó khác nhau. Mà không biết bây giờ bên Đông Phương không có, chắc cũng có cái khuynh hướng bây giờ nghiêng về khoa học như bên Tây Phương. Chứ còn đi vào những con đường mà tâm học hay là những cái điều đó này thì cái hạnh phúc của những người mà có cái tâm hiền thiện thì dường như là ít người đã còn để ý hơn, cho nên họ khuyên về vật chất, cho nên đi vào những cái ngành nào mà về khoa học để kiếm được nhiều tiền hơn. Để con thấy là như vậy thưa sư phụ. Những cái điều mà con nói ra thì do cái kinh nghiệm con học ở Việt Nam và học ở Mỹ, chứ còn không có thể nói là đại diện cho một cái chân lý nào có thể sai lầm. Con xin trao má lời cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều là con nói không đúng, và con chân thành tri ân chư vị lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Chương trình sự nguyện thông bậc tôn đức và chư Phật tử, đôi khi chúng ta học những đề tài này như là sự tương hợp giữa tâm và các thuộc tánh, hay là sự tương hợp của thuộc tánh đối với các tâm, thì chúng ta nghe dường như là nó không có lợi lạc gì, nó không có liên hệ nhiều như là chúng ta học về tứ diệu đế, bát chánh đạo, giới định tuệ hay là thiện chỉ, thiện quán, vân vân. Nhưng mà kỳ thật thưa quý vị, những môn học này đều có liên hệ với nhau hết. Thí dụ như là nếu
đi xa hơn về giáo lý duyên khởi, giáo lý rất là quan trọng. Vô minh chuyên cho hành hành chức chuyên dân sắc, dân sắc duyên nhập, duyên xúc, duyên thọ, và thì những đề tài này, nếu mà chúng ta có được thắng pháp, nhập một thắng pháp thì chúng ta sẽ nhìn với những góc cạnh tinh tế hơn và chúng ta hiểu nhiều hơn. Rất là mong là quý Phật tử khi mà học thắng pháp nên kiên nhận một điều là khoan đưa ra kết luận. Phần đông một số các vị học thắng pháp có vấn đề là học thời gian các vị bỏ, các vị nặng, các vị nghĩ rằng ồ nó có lợi ích gì hết. Tại sao mà mình cần cái những thứ đó? Dạ, mình không học thứ đó cũng biết Phật pháp mà sao tại sao mình cần những như vậy? Thì nói về điểm này chúng tôi muốn dùng một thí dụ, đó là ngày xưa đó thì người Việt Nam của chúng ta chú trọng về danh từ Hán Việt nhiều. Có nhiều người có cái khuynh hướng là chống chữ Hán. Bây giờ phải chống chữ Hán, mình nói cái gì nói thành chữ Nôm hết rồi, cho khỏe, đừng để chữ Hán. Nhưng mà rồi sau thời gian thì chúng ta thấy rằng tiếng Việt mà không có chữ Hán thì nó cũng có cái nghèo nàn, nó cũng có cái thiếu. Thật ra nói về ngôn ngữ mà mình học mình thiếu chữ Hán, thật ra mình cũng bị hạn chế lắm. Dạ, mình cũng hạn chế nhiều thứ. Mặc dù khi mình học mình thấy rằng mình là người Việt Nam, mình đâu cần biết chữ Hán, trong tiếng Việt, trong chữ Nôm mình có rồi, mình đâu cần biết chữ Hán. Không phải như vậy. Nó có sự liên đới qua lại. Chúng tôi nhớ là bây giờ người ta dùng cái chữ Tặc. Chữ Tặc là chữ mà rất là phổ thông. Ngày xưa chữ Tặc đối với tiếng Việt Nam của chúng ta là chữ rất là nặng. Ví dụ nó bần cùng sinh đạo Tặc. Bây giờ thì những người mà làm khai thác phi pháp cái gì của Tặc hết, đi bắt chó gọi là cẩu Tặc, rồi đi đúng của đi giả của đường gọi là long Tặc, đi khai thác cát ở dòng sông gọi là cát Tặc, rồi thả đinh dọc đường đinh Tặc, chữ Tặc sai đúng thứ hết. Dạ, hay hoặc giả là người ta dùng chữ Hoành Tráng, dạ, ăn thì cũng bữa ăn cũng Hoành Tráng, các nhà cũng Hoành Tráng, mặc áo Hoành Tráng. Như ngày xưa thì bốn lĩnh vực chúng ta đều có một cái tính từ, một cái trạng từ riêng, chứ không có cái nào mà cũng dùng cái chữ mình xài nhiều như bây giờ. Ở đây thì chúng tôi nghĩ là một phần đó là do những người trẻ bây giờ thì họ lại không có chú trọng về chữ Hán, và họ có chữ nào xài thoải mái rồi, xài cái vô tư, đôi khi nó thiếu 47 đi, và mình nghe cũng hơi kỳ, nhưng mà chữ đúng thì chắc định đó là thời đại bây giờ. Ý chúng tôi muốn nói tại đây rằng mặc dù là chúng ta là người Việt, mình xài chữ Nôm được, nhưng mà phải nói rằng bất cứ ai, bất cứ thời đại nào thì cũng thấy rất có chữ Hán giúp ích rất là nhiều. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta học về tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên hay về nghiệp báo vân, thì chúng ta cần tới thắng pháp cũng thể hiểu được. Tuy nhiên nếu chúng ta học thắng pháp thời gian rồi thì chúng ta thấy rằng những môn học này nó lại có lợi cho chúng ta rất nhiều phương diện lắm. Ví dụ hồi nãy chúng tôi nói quý vị nghe một cái khái niệm về sankhara, về pháp hữu vi. Dạ, cái pháp hữu vi là pháp tập khởi. Chỉ tập rất là hay. Chỉ tập có nghĩa là gồm nhiều thành tố, chứ một thành tố chỉ là sanh khởi thôi, nhưng mà nhiều thành một cái yếu tố đơn lẻ của là tập khởi. Dạ, thì cái chữ tập khởi chúng ta cũng biết là nếu mà mình nói tiếng Nôm sao cho nó hay, những chữ tập khởi, chữ Hán rất là hay, đó là một cái sự sanh khởi với một cái sự cộng sanh của nhân nhiều duyên cho nó trở thành tập khởi. Và ở trong Phật pháp ấy, thì giải nói về điều này thì chúng ta phải nói đến thắng pháp để cho chúng ta thấy rằng dù là tâm pháp hay sắc pháp, tư danh pháp, sắc pháp, vật chất hay là tâm thức
nó là một sự kết hợp của nhiều yếu tố. Hồi nãy thì tôi siêu mới đề cập là một cái tâm sanh lên tối thiểu phải 7 thuộc tính, biến hóa